Câu hỏi thảo luận của chương trình hôm nay đó là ưu điểm và khuyết điểm khi quyết định chọn vị trí good location để mở tiệm nail. Thì cái ưu điểm của cái location đó là khi mà mình chọn cái good location đó là nó có được cái lượng dân cư, và xung quanh đó nó có những cái doanh nghiệp khác, những cái retail hay là những cái business khác để mà nó hỗ trợ mình, nó gọi là good anchor đó, hay là chợ búa để mà nó support cho cái tiệm của mình là có khách đi qua đi lại và đi ra đi vô để biết đến mình. Cái bất lợi đó là chúng ta phải cạnh tranh về giá thuê mặt bằng. Đôi lúc chúng ta cũng không phải có good connection để mà chúng ta lấy được những chỗ như thế. Có người chúng ta phải bỏ cả 100,000 để mà mua một cái good location đó. Khi mà chúng ta vào một cái good location, dĩ nhiên rằng là ai cũng muốn vào một cái trung tâm để kinh doanh và làm ăn để kiếm lời được, thì chúng ta cũng phải cạnh tranh với những cái đối thủ khác. Khi mà chúng ta mở một cái doanh nghiệp và chúng ta chọn một cái location, chúng ta phải có cái sự chuẩn bị, chúng ta phải study, chúng ta biết mình là ai, cái khả năng mình làm được cái gì, và cái khách hàng đó là mình đáp ứng được cái gì cho khách hàng. Thì cái câu mà anh Sang chia sẻ rất là hay đó, người thường thường Mỹ trắng đó thì họ tập trung vào service, là họ ưu tiên về cái cung cách phục vụ, nhưng mà Mỹ đen hay là người Mỹ đó thì họ thích về sản phẩm. Mình phải coi lại mình và tìm hiểu nhu cầu khách hàng, và từ đó mình đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng thì mình sẽ thành công. Và phải có kế hoạch, phải có chuẩn bị. Rồi trong cái môi trường mà good location như vậy, cạnh tranh rất khốc liệt, chúng ta phải có kế hoạch để marketing, rồi đòi chuẩn bị đội ngũ, rất là nhiều thứ, đúng không? Tốt. Giống như cái câu mà biết người biết ta, trăm dặn trăm thắng. Nói cho vui vui cho chương trình đó không có thấy chán, đó là muốn cua gái đẹp thì phải có tiền và có tài, rồi cũng trai mặt nữa. Nhưng mà cái tiền với tài nó là cái quyết định. Cái good location thì không phải là một mình muốn đâu, mà nhiều người khác muốn nữa. Và mình biết là có nhiều cái tổ chức khác họ truy lùng và tìm để ký cho được cái good location đó. Rồi sau đó họ có thể bán lại. Nhưng mà mình biết là good location đó, cái giá nó rất là cao. Phải biết là cái đó là một cái risk rất là cao. Bởi vì nếu mà mình không có làm được á, là cái đó rất là tác hại trong tương lai khi mình đã ký cái hợp đồng rồi. Cho nên mình biết good location là good potential, có thể là giúp cho mình thành công. Nhưng good location nó đem lại một cái hại đó, đó là mình không có chuẩn bị và mình không có đủ khả năng tài chính rồi này kia đó, mà mình dính vào thì nó là một cái tai hại. Tất cả những cái gì nó đều có ưu điểm và khuyết điểm, mà mình nên xem kỹ lại cái khả năng của mình tới đâu, rồi mình có quyết định là mình sẽ chọn cái good location đó để mình đầu tư cho tiệm nail của mình không. Không biết anh Sang có thêm bổ sung thêm ý nào cho cái câu hỏi thảo luận vừa rồi không ạ? Cái good location là cái giá tiền rent nó cao, cái lượng khách nó đông hơn, và cái nữa là cái giá dịch vụ của mình có thể nâng cao lên tí xíu. Thiết bị hoặc là cái building, hay là mình bước vô cái building mà nó sang rồi đó, thì cái giá dịch vụ nó sẽ cao hơn tí xíu so với bên phía ngoài. Đó là ba cái tỷ lệ thuận. Khi mà mình làm business đó, thì mình phải nhắm ngay cái tình huống mà tồi tệ nhất đó, là mình trả không được cái tiền rent. Nếu mà mình cảm thấy là cái tay nghề hoặc là đội ngũ của mình có thể trả dự đủ tiền rent, work, không sợ. Tại vì khi mà mình làm business là mình phải trì, mình phải lì, và mình phải chai mặt đó, phải không? Chai mặt. Đẹp trai không đẹp bằng chai mặt. Chai mặt đúng rồi. Cho nên là miễn sao mà mình đánh được quầy vốn là bắt đầu, điểm bắt đầu của mình đã thắng rồi. Tiền rent cao nó là một cái harmful giống như anh nói, nhưng mà nó cũng là một cái mà để lược bỏ những cái đối thủ mà cạnh tranh của mình. Người ta không có nhớ được, hoặc là người ta không có chịu được cái tiền rent đó. Dạ, cảm ơn câu trả lời bổ sung của anh Sang, cũng như là những cái quan điểm và những cái chia sẻ kinh nghiệm của anh Khánh như Steven cho cái buổi talk show ngày hôm nay.